Chào cô. Con. Dạ. Wow. Ở phía trước chính là biển gành dầu của Phú Quốc. Ở đây người ta gọi là bãi dừa, tại vì ở bãi biển này có rất là nhiều dừa, cho nên người ta gọi là bãi dừa. Và người dân ở đây rất là thích. Khách du lịch thì không biết nơi này đâu, đa số là người dân ở đây người ta đến đây để người ta mua đồ hải sản ở chợ về khu vực bãi biển này để tự chế biến và ăn vui chơi giải trí vào những ngày nghỉ hoặc là những ngày họ không làm việc thôi. Dạ. Xin chào mọi người, đây là anh Hạnh, đồng nghiệp của tôi. Đó. Đang quay phim anh. Hiện tại thì mọi người đang setup buổi tiệc ngày hôm nay. Thì mà anh em sáng đi chợ được nhiêu? Hai cốc bia, bánh mì, nước đá. Ở bên kia là có lo kẹo kéo nè, trái cây và hải sản thì một anh kia đang mang xuống. Rồi, đây có lỗ mà nướng hả? Bây giờ mấy anh em đang căng bạt ra để mà setup đồ ăn cho buổi party bãi biển ngày hôm nay. Mọi người đang lo là ngồi ngay trên gốc dừa có bị dừa cũng đâu không. Đây. Nhìn lên rất là đẹp. Chào tất cả mọi người, mình là San. Hiện tại thì mình đang ở bãi biển gành dầu ở Phú Quốc. Ở đây người ta còn gọi là bãi dừa, tại vì ở trên bãi biển có rất là nhiều dừa. Nãy giờ mình có đi một phòng cho mọi người trang rồi đó. Ngày hôm nay thì một ngày nghỉ của mình, cho nên là cùng với các anh em đồng nghiệp là có setup một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ ở trên bãi biển tự làm ha. Mình thì biển rất là hoang sơ. Ở khu vực này thì người dân du lịch Phú Quốc thì không có đi nhiều, chắc là còn khá là hoang sơ và đi vào cũng hơi là khó khăn. Bẻ đó. Người nào leo lên được thì bẻ. Cho. Ừ. Cho bẻ. Cho hả? Đang là đào cái bếp hả Vinh? Đào bếp. Đào bếp công heo. Công cụ thô sơ. Thời tiền sử. Anh em đào cũng rất là nhiệt tình nha. Hiện tại thì mọi người đang đào bếp để mà tí nữa đốt lửa để nướng hải sản. Ở phía bên kia thì có mấy em nhỏ đang đi chơi kìa. Ủa sao bên đó sạch sẽ không rồi? Không thấy rồi, dưới gốc dừa. Ở xa bên kia đó chính là khu vực Campuchia. Đó, từ mà bãi biển ở phía gành dầu Bắc đảo của Phú Quốc mình đi qua bên phía bên Campuchia cách khoảng là gần 1,2 đến 1,5 km mà thôi. Đi bằng tàu. Từ bên này mình nhìn thấy được luôn núi bên kia là bên Campuchia rồi. Cho nên là khi mà có khu vực này mình nhìn thấy tàu đi qua đi lại sẽ có lá cờ nha, để phân biệt rằng là tàu của Việt Nam hay là tàu ở nước ngoài. Quách tròn cây chạy chính bạn. Chị ơi. Cái đĩa len giống bật cái len em đào một xíu được chị. Thôi cái len mới luôn. Quá thơm luôn. Đen chị mới mua. Mới mua luôn, chưa xài luôn. Cái này khai trương nè, này khai trương nè. Cái này là đang thử len cho chị đó. Đang test thử chất lượng không á. Ừ. Đó. Chắc cái len này được đó chị ơi. Cái này tốt đó.
đào ngọt quá ha. Ở dưới thì nó hơi bị nhiều cái gãy dừa nên khó đào một chút xíu. Năm sau nha, năm sau nha. Năm sau kìa bạn. Ok. Xuống đây thấy ai hết trơn vậy? Nó phải không thấy xe. Nó chạy xuống đây hết trơn rồi. 15 phút sau khi nhóm đã suy nghĩ kỹ. Giờ mấy anh em di cư sang trên cái nhà cũ của một người bạn để mà nhậu luôn. Tại vừa bên kia vừa quyết định là không ở ngồi cái gốc dừa nữa, tại vì sợ dừa cũng lên đầu. Đổi bếp luôn. Ủa sẵn đâu? Mấy gạch chim lại coi các bạn. Đâu? Con đang chơi gì vậy? Tao không tin đâu. Nó nói hoài à, nói ra nó hoài. Im đi. Làm canh rong biển ăn hả? Trời ơi, con nhỏ mà tóc bạc hết rồi vậy? À, mấy nhỏ mấy chú. Tào lao. Tào táo một cái bay cái mặt trời luôn, bây giờ mày tin nào? Đáng cho bay cái mặt trời ra. Để chừng nào mà tao có máy chuyện đi để tao bay. Vậy hả? Tán cái là bay tới mặt trời luôn ha. Còn cái đốt lửa lên không? Dạ không. Mai mới có, mai đốt rồi. Mai mới đốt nè. Nhà của con, nhà của mấy con ở đây luôn cái gì? Nhà đâu mấy con ở trên kẹp nhậu á. À, xuống đây chơi ha. Cái gì này là nằm mẹ của các cháu hả? Đúng rồi. Là ba cháu luôn á chị. Nhảy đi nào. Đây là buổi tiệc của những người đàn ông. Cho ông bạn tôm cửa sòi bằng nước biển nè. Khuẩn luôn à. Chừng ướt nít nha. Không chết rồi à, quay. Trong thời gian đợi chờ mấy anh em làm đồ ăn ăn thì bây giờ phe còn lại đang ngồi ăn ăn cái này chắc hồi nhau đó là ăn ổi không hạt ăn hết trơn hồi nhau còn ngồi đâu nè. Rồi đây là cá sòng sẽ quắn với bạc lại mà nướng. Đó, đây là một trong đặc sản Phú Quốc này. Cho nên mọi người đến Phú Quốc thì chúng ta sẽ ăn cá sòng nướng này, ăn Phú Quốc này mọi người. Mày ăn ăn rỗi cá chích đúng không? Có vàng vàng. Nói mọi người đến Phú Quốc này mọi người sẽ ăn cá sòng nướng không hơn rồi, mọi người sẽ ăn cá lóc nướng sẽ ngon hơn. Ba con cá sòng. Ba trái bắp. Quá ngon lành không? Quá ngon lành luôn, thơm mùi bắp này. Nướng bắp mà thơm mùi cá này ngon. Thơm mùi xoài kế bên. Ủa còn là con gì đâu, hiền gì đâu. Hả?
anh Nghĩa bắt muối cọp sợ trốn. Nó thứ này muối mấy cọp dừa là gãy hết luôn. Em bé nè, đi ngoài biển chụp hình. Rồi chia sẻ đi em Vinh. Em đang làm gì thế? Đang đứng cá. Đây là con cá bắt từ đại dương. Đồ bắt bắt biển từ 32 về. Vinh hồi gai 2 về. Không, đây gọi là hot boy nướng cá. Mấy con cá Hải Vinh. Đúng là mới lặn dưới biển em nướng bắt bên em luôn, còn tươi luôn. Vừa nướng luôn, vừa đập chết nướng luôn. Nó cắm luôn. Sập à. Không, nói chung là ở Phú Quốc này là cá biển là toàn bộ đều còn tươi hết và vừa nhập từ bờ, từ biển vào bờ và đem về và nướng liền ăn rất là ngọt. Có một cái điều là khi mà người ta ăn hải sản Phú Quốc xong rồi đó, người ta đi về lại khu vực đất liền ăn hải sản ăn không được, tại vì cái độ tươi nó không có bằng. Vừa ăn xong nó cảm thấy rất là lạ. Đầu có Hiếu này, có Hiền này, có Tùng, bởi vì bạn hết chân. Còn Nam không luôn. Cuối cùng giờ còn được nữa không? Hải Vinh, em có bạn gái cho em, để em giới thiệu luôn. Chưa có bạn trai. Hiện tại em chưa có bạn trai. Có chồng thôi, chồng chỉ tách sang. Chồng chỉ giữ sự thật. Đã bỏ đi rồi. Cứ xíu bò nghe, bò Vinh nghe. Ờ dạ. Bò đủ rồi chứ. Đủ rồi. 2, 3.